Hello Thắng ơi, xin chào anh chị em và các bạn. Như đã hứa với quý anh chị em và các bạn là Thắng sẽ làm review chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về một số bạn trẻ mà có cái thu nhập cao và hiện tại thì đã có thể kiếm được cái số tiền trên dưới 1 triệu đô trong cái video trước đó. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chủ tịch chém gió chém gọi là chém trứng Thắng ơi sẽ dành ra ít phút thời gian để gặp và giao lưu với lại một bạn trẻ là YouTuber của trẻ em, bạn Thơ Nguyễn. Và bạn Thơ Nguyễn là ai, đã và đang làm gì, đã kiếm tiền như thế nào và đã gọi là hoạt động trong những cái khoảng thời gian là tuổi trẻ của mình ra làm sao. Thì sau đây thì Thắng ơi xin được gọi là giao lưu giữa kênh Thắng ơi và kênh Thơ Nguyễn để xem là kênh Thơ Nguyễn và kênh Thắng ơi thì nó như thế nào, và anh chị em và các bạn đón xem. Chúng tôi sẽ review trực tiếp trên cái màn hình của máy tính để anh chị em và các bạn có thể dễ có thể mường tượng được hơn. Nếu đang dùng YouTube thường xuyên thì anh chị và các bạn không khó để có thể tìm được Thơ Nguyễn. Anh chị chỉ cần vào YouTube và vào phần tìm kiếm tìm Thơ Nguyễn. Và thưa với anh chị em và các bạn, Thơ Nguyễn là ai? Thơ Nguyễn là một trong những YouTube cho trẻ em nổi tiếng, rất là nổi tiếng luôn. Và hiện tại thì anh chị search thì thấy ngay cái chỗ đầu tiên nhìn thấy đó là chữ Thơ Nguyễn. Đây là một trong những cái kênh YouTube thường xuyên làm những cái video cho trẻ em. Và bạn Thơ Nguyễn hiện tại thì đã có tới 5.757.235 người đăng ký, tức là một cái số lượng đăng ký rất là lớn. Đây là một trong năm cái YouTube mà gọi là năm cái YouTuber mà hàng đầu luôn anh chị em và các bạn, hàng đầu của Việt Nam luôn đó, tức là được so sánh với lại những cái YouTube lớn 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 nhất của Việt Nam luôn, rồi Pop TV này, Pop Kids này, NTN Vlog và Pop Music, thì Thơ Nguyễn là được xếp vào danh sách là thứ năm, có tới 5.757.235 người đăng ký. Và bạn Thơ Nguyễn là ai? Bạn Thơ Nguyễn là một trong những bạn mà còn khá là trẻ, sinh năm 1992, có cái tên thật là bạn Nguyễn Hồng Thơ. Bạn này thì tốt nghiệp đại học luật. Và thưa với anh chị em và các bạn là đã có một cái thời gian là đi làm, và có một thời điểm là bạn đã từng làm cho một số cái ngân hàng. Sau khi mà rời bỏ ngân hàng thì bạn về thành lập một cái kênh, nó gọi là kênh Thơ Nguyễn, chuyên làm những cái video cho trẻ em. Và những cái video của bạn thì được rất nhiều gọi là những người dưới cái độ tuổi 15 đón nhận, những cái bạn gọi là những người người còn trẻ, các cái bạn trẻ gọi đặc biệt là trẻ em thì đón nhận rất là nhiều luôn. Mỗi video thì thường thì trung bình từ 2 tới 3 triệu lượt xem. Và tại sao thì chúng tôi lại nói là đây là một trong những bạn trẻ rất là giỏi và có cái khả năng kiếm tiền rất là tốt, thì anh chị và các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì hiện tại thì cái kênh Thơ Nguyễn trên màn hình chị em và các bạn là thấy số lượng sắp là rất là lớn, nhưng mà phải kể đến một điều nữa mà tạo ra tiền cho Thơ Nguyễn, đó chính là 3.146.000 lượt xem. Thì theo trung bình tính toán của YouTube tại Việt Nam thì cứ 1 triệu lượt xem, 1 triệu lượt xem thì nó sẽ chi cho người làm nội dung khoảng đâu đó từ 10 tới 12 triệu đồng. Từ 10 tới 12 triệu đồng. Vậy thì nhiều anh chị bảo là 3 tỷ lượt xem thì làm gì mà đã có triệu đô. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, khi mà Thơ Nguyễn đạt tới cái mức trên 1 triệu subscriber thì Thơ Nguyễn đã mở thêm một kênh nữa, đó là Thơ Nguyễn Family, một trong những cái kênh mà gọi là chuyên đăng những cái sản phẩm mà Thơ Nguyễn thành lập một cái công ty để bán cho trẻ em những cái đồ chơi, những cái vật dụng, những cái trò chơi mà phục vụ cho cái nhu cầu của trẻ em. Và đây cũng là một công ty mà tôi nghĩ là làm ăn rất là phát đạt, với cái việc mà cái trang chủ Thơ Nguyễn là hơn 5,7 triệu sắp, còn cái trang Thơ Nguyễn Family đây anh chị em và các bạn, Thơ Nguyễn Family đây ạ, Thơ Nguyễn Family đây, Thơ Nguyễn Family Shop thì hiện tại là cũng có khoảng tầm là 750.000 người đăng ký. Và rất nhiều những các cái sản phẩm đây anh chị em và các bạn thấy, rất nhiều những cái sản phẩm phục vụ cho cái nhu cầu của trẻ con thì được bạn này đăng bán ở đây. Và hiện tại thì cũng có một cái shop dành riêng cho các bạn có thể đến trực tiếp để có thể mua các cái sản phẩm. Và ngoài ra thì còn có một cái kênh nữa, đó là
một kênh khác, đó là Thơ Nguyễn, chuyên đăng về những cái video về phim hoạt hình. Nhưng kênh này thì nhỏ hơn, chỉ khoảng tầm 100.000 sub thôi, và chủ yếu đang tập trung ở Thơ Nguyễn. Thì hai nguồn thu nhập chính của Thơ Nguyễn hiện tại là thu nhập từ quảng cáo được trả của YouTube, với cái kênh là được nốt vàng rồi anh chị em và các bạn, hơn 1 triệu là được nốt vàng rồi. Thì bây giờ thì thực sự là rất là thu nhập rất là cao. Theo cái nguồn thống kê tính toán của chúng tôi á, thì cái kênh Thơ Nguyễn này á, thì có thu nhập trung bình từ 32.300 đô la tới 516.000 đô. Tức là nếu tính cái khoảng trung bình thì nó nằm ở khoảng đâu đó là tại thời điểm hiện tại thì nó nằm ở khoảng đâu đó 50.000 đô cho một tháng. 50.000 đô cho một tháng. Theo cái tính toán của chúng tôi á, thì nó nằm trung bình ở khoảng 50.000 đô. 50.000 đô thì khá là nhiều đấy anh chị em và các bạn. Hiện tại 50.000 đô cho một tháng, tức mà chúng ta chỉ tính cái tháng hiện tại thôi, nên là do đó là chúng ta là có một cái khoảng thời gian rất là dài. Bạn Thơ Nguyễn này đã phát triển cái kênh này cũng từ khá lâu, cách đây nhiều năm về trước rồi. Do đó nên là cái thu nhập này sẽ không thể tính hết cho cả một cái chặng đường dài của bạn ấy làm kênh từ tháng 3 năm 2016 anh chị em và các bạn ha. Và bên cạnh đó nữa thì cái thu nhập mà từ việc bán hàng cho một cái kênh mà gần 6 triệu người đăng ký thế này thì thực sự là rất khó để có thể tính toán. Do đó thì chúng ta thấy được rằng là với cái việc mà bạn Thơ Nguyễn hiện tại là một trong những YouTuber mà một trong những cái YouTube phục vụ cho trẻ em lớn như thế này, thì có một trong tay 1 triệu đô trở lên và có cái khu thu nhập trung bình một tháng trên 300-400 triệu đến 500 triệu là hoàn toàn bình thường. Còn anh chị và các bạn để so sánh để thấy Thắng ơi, anh chị và các bạn có thể ấn Thơ Nguyễn, sau đấy ấn vào cái chữ nó đốt đỏ đăng ký đây anh chị em các bạn, và ấn vào chuông cho Thơ Nguyễn. Quay lại với lại Thắng ơi, chúng ta thấy rằng là Thắng ơi đúng là một trong những chủ tịch chém trứng. Thắng ơi rất là cùi bắp luôn, cực kỳ cùi bắp luôn. Và hiện tại thì số lượng sub của Thắng ơi thì chỉ mới đâu đó khoảng 20.000 người đăng ký, và video thì còn nhiều hơn cả của Thơ Nguyễn luôn rồi. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy được rằng là những cái bạn trẻ hiện tại trong thời buổi ngày nay thì thực sự là các bạn ấy rất là giỏi, làm từ năm 2016, tức là cũng là mới đây thôi. Nhưng mà cái cách làm và cách chia sẻ, cách mà gọi là xây dựng những cái video, thực sự là cái đối tượng mà các bạn chọn thực sự là quá chi là tuyệt vời và đem lại cái nguồn thu nhập rất là cao cho các bạn. Chứ không phải là đôi khi là thấy các bạn trẻ rồi nhiều người, nhiều anh chị trong các bạn hoặc là một số anh chị em và các bạn hay có phản hồi là làm gì có cái bạn nào trẻ mà kiếm được nhiều tiền như vậy, ở Việt Nam thì kiếm sao được tiền. Đó là sự nhầm lẫn, và thực tế thì chúng tôi muốn review trực tiếp cái việc Thơ Nguyễn như vậy trong cái câu chuyện gọi là dự báo cũng như là tính toán về mặt thu nhập của những bạn trẻ mà có cái thu nhập là cao và có cái giá trị tài sản đính tới thời điểm hiện tại với hơn 3 tỷ lượt xem. Thì chúng ta có thể nhân với 20 triệu cho một triệu lượt xem thì chúng ta cũng đã thấy là khá khá tiền rồi. Thì ngoài ra thì khi có tiền rồi thì rất nhiều cái vấn đề mà các bạn này có thể làm được, mà không, chúng ta không thể biết được phía sau là các bạn mua cái gì bán cái gì, nhưng chúng ta chỉ nhìn trên cái chung như vậy. Và qua cái video này chúng ta mới thấy được rằng là chúng ta tuyệt nhiên là có mong rằng là cũng đừng có quá khinh thường các cái bạn trẻ, để thấy rằng là chúng ta có những cái động lực, có những cái thay đổi, dù đó có thể là những thay đổi nhỏ là đem lại cái thu nhập, đem lại cái nguồn thu nhập lớn cho gọi là cho bản thân và cho gia đình, cũng như các cái bạn trẻ bây giờ trong cái kênh của chúng ta từ 22 tới 30 tuổi, hãy cố gắng lên, hãy tìm các cái giải pháp, tìm những cái phương pháp nào có thể gọi là ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc là những cái phương pháp nhanh lẹ khẩn trương để có thể chăm chỉ làm ăn và kiếm thêm được tiền, kiếm thêm được thu nhập cho bản thân, cho gia đình, và phụ gọi sau này thì có thể giúp ích cho xã hội. Mong rằng video của chúng tôi nhận được nhiều cái sự yêu ái của quý anh chị em và các bạn, và nhớ là lên YouTube search Thắng ơi và ấn vào chỗ đăng ký ủng hộ Thắng ơi anh chị em và các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo. Thân ái chào và hẹn gặp lại.